tiên tri tiết lộ chính xác 100% tuổi Kỷ Hợi 1959, được trời Phật độ mệnh, chuyển họa thành phúc, trúng số phát tài cực mạnh, đúng 2 tháng tới đổi vận cực giàu có, tiền tỷ xếp đầy két, tiêu Tết thả ga. Hoan hỷ chào mừng quý vị đã đến và quay trở lại với kênh Minh Đường Tử Vi, kính chúc quý vị bình an, sức khỏe, gặp nhiều may mắn, bội thu về tài lộc. Quý mệnh chủ thân mến, luận về vận số cuộc đời cho thấy, những năm vừa qua tuổi Kỷ Hợi đã gặp nhiều vất vả, khốn khó đủ đường, nhiều khi giật mình kinh hãi khủng khiếp trong cảnh nợ nần, túng thiếu tiền bạc, phải cúi đầu đi vay mượn khắp chốn, lao tâm khổ tứ tìm đủ mọi cách để lo xoay sở, trang trải cuộc sống mưu sinh. Nhưng nghèo khó thế đủ rồi, từ 65 tuổi trở đi, sẽ là lúc người tuổi Kỷ Hợi có thể hồi phục và gây dựng lại những thứ đã bị mất mát trước đó. Trong năm này, bản mệnh sẽ đón nhận một thời vận mới với nhiều điều may mắn và phúc khí vây quanh, có các tinh phù trợ, cục diện bề trên che chở. Bản mệnh cầu được ước thấy, chỉ cần quyết tâm làm việc không bỏ dở giữa chừng thì ắt gặt hái được nhiều thành công ngoài dự kiến. Xem tử vi chọn đời thấy rõ, bước sang tháng 11 và 12 năm 2023 âm lịch, vận trình của Kỷ Hợi sẽ bừng sáng bất ngờ nhờ các tinh cao chiếu, từ sự nghiệp, công danh cho đến tài lộc của tín chủ đều khởi sắc khi được thần tài ban lộc, thần may mắn gõ cửa, bất ngờ nhận phúc lớn, giàu có ú ụ, tiền bạc ào ào kéo về nhà như nước lũ, cuốn trôi đi sự vất vả nghèo đói cả một đời, đổi lại là tiền tỷ cầm tay, nhà lầu xe hơi, cuộc sống sung túc, giàu có an nhàn, gia đạo an yên, tinh thần vui vẻ, khiến người người kính nể. Vậy, vận trình cụ thể trong 2 tháng tới về sự nghiệp, công danh, tiền bạc, sức khỏe và tình duyên gia đạo của người tuổi Kỷ Hợi cụ thể sẽ ra sao? Và điều gì giúp tín chủ đổi đời giàu có nhanh chóng như vậy? Tất cả những câu hỏi đó sẽ được Minh Đường Tử Vi bật mí ngay sau đây. Đặc biệt ở phần cuối video, ban biên tập chương trình sẽ chia sẻ về những điều cấm kỵ và cách hóa giải vận hạn, giúp tuổi Kỷ Hợi tránh họa đắc phúc, hưởng lộc, có những tháng cuối năm cực may mắn và giàu có. Còn bây giờ xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi lá số tử vi dưới đây. Tiết lộ 3 sự thật chấn động, giúp tuổi Kỷ Hợi 65 tuổi hóa khổ thành phước, đúng 2 tháng tới đổi vận cực giàu có, tiền tỷ xếp đầy két. Lộc đến từ cuối năm nay, Kỷ Hợi tiến bước tiền tài bao la, trường tôn phúc lộc vinh hoa, làm ăn khí chất ngút cao dạng ngời, vinh hoa sung túc tuyệt vời, thần tài song lộc một đời an khang. Quý vị thân mến, theo tử vi chọn đời 12 con giáp, tuổi Kỷ Hợi, mệnh bình địa mộc, tức gỗ ở đồng bằng, trời sinh mạnh mẽ, đơn giản, trung thực và dũng cảm. Họ là người được nhiều người ngưỡng mộ, người này là những người đáng tin cậy, họ tin tưởng vào trực giác của mình, tuy là những con người rất thích hưởng thụ cuộc sống. Thế nhưng họ lại rất chăm chỉ lao động, là một người bạn tuyệt vời và là nhà tổ chức dễ tính, họ có thể hy sinh mình vì người khác. Tuổi thơ của người tuổi này rất bình lặng, không lo không nghĩ, nhưng đến thời kỳ thanh niên và trung niên sẽ có những thăng trầm. Chẳng hạn như phiền muộn về tình yêu, hôn nhân khiến bạn khó lòng ứng phó được, dĩ nhiên tuổi già của bạn khá hạnh phúc, cuộc sống cũng rất yên ả. Do bạn luôn trọng trách nhiệm và trung thành với gia đình, nên những sóng gió trong tình yêu, hôn nhân thời trẻ đã qua đi từ lâu, bạn sẽ cảm thấy mọi việc thật mãn nguyện biết bao. Mặc dù không phải là người chậm chạp, thế nhưng tuổi 1959 là những người thích sự thanh thản, sung túc. Họ thường là những người sống tình cảm và yêu gia đình, nơi họ ở thường ấm cúng, thoải mái, thân thiện, tuy nhiên cũng khá bề bộn. Những người tuổi Kỷ Hợi thường là những người vui tính, tốt bụng và dễ hòa đồng, họ hào phóng, luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác khi gặp khó khăn, sẵn sàng động viên an ủi, họ luôn là nguồn động viên khuyến khích người khác phát triển. Họ là những người rất thật thà và đôi khi trở nên quá ngây thơ vì họ nghĩ ai cũng giống họ, nhưng một khi họ đã mất lòng tin và lên cơn thịnh nộ thì không có gì ngăn cản họ được. Nhược điểm chủ yếu của họ là không nói được đến nửa chữ không với người thân, bạn bè của mình. Trong rất nhiều chuyện họ luôn ép người khác phải có thái độ trung dung giống họ để giải quyết rắc rối. Họ không phân biệt rạch ròi đâu đúng, đâu sai, nhưng khi sự việc kết thúc không suôn sẻ, họ sẵn sàng đứng ra nhận trách nhiệm. Đời sống tình cảm khá ổn định, những người tuổi này vẫn không tránh khỏi những lúc yếu đuối và bị cảm xúc chi phối quá nhiều. Trong công việc và cuộc sống họ có khát vọng là tỏa sáng, làm đẹp cho đời, tôn vinh, nâng cao vẻ đẹp chân thiện mỹ lên những tầm cao mới. Khi là vật quý nên đương nhiên phải đi kèm với quyền lực mới có chỗ đắc dụng, vì thế nên tuổi Kỷ Hợi giàu trí tiến thủ. Muốn được cống hiến và lập công danh, chắc chắn rằng những người đồng sự của họ phải là những người xứng tầm thì họ mới hợp tác, còn không họ thích ở ẩn, tiêu dao. Về sự nghiệp, tài chính người tuổi Kỷ Hợi được thần tài nâng đỡ, cả vận chính tài và thiên tài đều rất tốt, dù là làm kinh doanh hay làm công sở thì đều được lộc trời ban. Với những đặc điểm về tính cách kể trên,
cho nên tuổi Kỷ Hợi thích hợp với các lĩnh vực như chính trị, luật pháp, tài chính ngân sách, công quỹ, tài sản. Một số khác hợp với công tác từ thiện, cứu giúp người khó khăn như tư vấn tâm lý, bác sĩ, y tá hay thành viên các tổ chức từ thiện, nhân đạo, khả năng cảm thụ thiên bẩm về cái đẹp nên tạo nên mối duyên đối với nghệ thuật, điêu khắc, hội họa, thơ ca, trang trí, cắm hoa, cây cảnh. Theo giới tử vi cổ học cho thấy, tuổi Kỷ Hợi 1959 được Phật A-di-đà hộ mệnh, mang mặt Phật bản mệnh A-di-đà bên mình tựa như có lá bùa may mắn trong tay, giúp thân chủ an nhiên tự tại trong cuộc sống, phát huy tối đa năng lực trong công việc để tiến tới thành công. Điểm nổi bật nhất ở người tuổi Kỷ Hợi chính là đức tính chăm chỉ, chịu khó, nhờ tinh thần hiếu học cùng trí thông minh bẩm sinh. Họ có được vốn kiến thức sâu rộng, tài trí và óc phán đoán nhanh nhạy giúp họ luôn chủ động trong công việc. Họ thường lên kế hoạch tỉ mỉ, chu đáo trước khi làm một việc gì đó, rồi mới thực hiện từng bước. Vì vậy, tuy thành công đến với họ không nhanh nhưng chắc chắn. Người tuổi Kỷ Hợi mệnh mộc có khả năng giao tiếp rất tốt, dễ hòa đồng với mọi người. Vận mệnh người tuổi Kỷ Hợi mệnh mộc khá tốt khi nhận được cơ may tài lộc không tồi. Bí quyết phát tài của họ chính là tích lũy và đầu tư, nhờ công sức làm ăn chăm chỉ, tiết kiệm thu vén chi tiêu, nên Kỷ Hợi có được cho mình một khoản kha khá. Có tiền trong tay chớ nên tiêu xài hoang phí, mà nên mua những thứ thiết thực hay đầu tư vào bất động sản sẽ có lợi hơn đấy Kỷ Hợi nhé. Tuy Kỷ Hợi phúc lộc từ gia đình không có nhiều, cô bác anh em không hỗ trợ và giúp đỡ được nhiều, nhưng nhờ đức tính chăm chỉ, nỗ lực cố gắng mà họ có thể tay trắng gây dựng cơ đồ. Gặp khi thiên thời địa lợi nhân hòa thì khả năng thành công là rất cao, có thể một bước lên mây, sau một đêm trở thành tỷ phú. Song nhân duyên kém sắc đòi hỏi Kỷ Hợi phải nỗ lực để cải thiện các mối quan hệ xã giao, đặc biệt là với đồng nghiệp và cấp dưới, phải làm sao để họ vừa nể vừa sợ, đặt mình lên vị trí cao hơn. Khi đã tích lũy được vốn liếng làm ăn, thời cơ thích hợp thì có thể xem xét để chuyển sang vị trí khác, công việc khác phù hợp hơn. Chú ý, khi xảy ra tranh chấp, cạnh tranh với bạn bè, đồng nghiệp, chớ nên nóng nảy mà cần phải nhường nhịn để chung sống hòa bình với nhau. Bước sang giai đoạn cuối năm Quý Mão 2023, bản mệnh sẽ có nhiều cơ hội phát triển bản thân hơn nữa. Nhờ thế mà những vận xấu từ đầu năm và khó khăn từ năm 2022 trước đó cũng dần lùi xa. Trong giai đoạn này, vận trình của bạn hứa hẹn những chuyển biến đầy tích cực. Đặc biệt có 2 tháng cuối năm 2023, cụ thể là bước sang tháng 11 và 12 âm lịch này, người tuổi Kỷ Hợi sẽ cảm nhận được sự thay đổi một cách rõ rệt. Khi phúc khí tràn trề, tài tinh hội tụ và nhiều tin vui ập đến, nếu biết nắm bắt tốt cơ hội lần này thì bản mệnh sẽ lội ngược dòng thành công. Không những hết khổ sạch nợ mà còn đổi đời giàu có, tiền tiêu không hết, bao nhiêu vất vả, nghèo khó khi xưa sẽ được đền đáp xứng đáng. Đầu tiên, xét tổng quan tử vi của tuổi Kỷ Hợi trong tháng 11 và 12 âm lịch. Xem tử vi 2 tháng, 11 và 12 âm lịch, người tuổi Kỷ Hợi đón nhiều hỷ sự trong tháng mới nhờ có cả tam hội và đế vượng che chở. Vận trình thăng cấp nhanh chóng, chẳng điều gì có thể ngăn cản bạn tiến băng băng về phía trước và đạt được thứ mình muốn. Công danh sự nghiệp trên đà tăng tiến, con giáp này được thôi thúc tạo ra thật nhiều sự bứt phá vì bạn đang có trường năng lượng rất mạnh mẽ. Trong những dự định sắp tới, hãy mạnh dạn theo đuổi vì có những quý nhân hỗ trợ, giúp bạn nâng tầm quan sát trước những quyết định đúng đắn. Vận trình tài lộc của tuổi này cũng đi lên trong khoảng thời gian cuối năm, bạn có thể đánh bại được đối thủ nhờ tài năng và kinh nghiệm của mình, nhờ đó thu được lợi nhuận tương xứng. Tuy nhiên, tháng có hung tinh chủ hao tài là kiếp tài vây hãm, nên bản mệnh có khả năng hao tiền tốn của rất lớn, có thể là cho những kế hoạch mua sắm, sửa soạn cho Tết. Tình cảm trong 2 tháng cuối năm 2023 của tuổi Kỷ Hợi cũng sáng bừng trong những cảm xúc ngọt ngào. Những người đã lập gia đình được tận hưởng bầu không khí vợ chồng hòa thuận, con cái quây quần. Nếu biết mở rộng mối quan hệ xã giao, những người còn độc thân dễ tìm được người phù hợp, đồng thời còn giúp ích cho cả phát triển sự nghiệp. Thể trạng của con giáp này khá sung mãn trong tháng khi vận khí đang đi lên, cộng với thói quen sinh hoạt khoa học, ăn uống đầy đủ dinh dưỡng, bản mệnh hoàn toàn yên tâm về sức khỏe của mình. Vẫn cần lưu ý, tháng này có dấu hiệu dịch chuyển khá nhiều, bạn cũng nên chú ý vấn đề an toàn khi đi lại. Cụ thể, xét phương diện sự nghiệp. Xem tử vi tháng 11 và 12 âm lịch của tuổi Kỷ Hợi âm lịch về phương diện sự nghiệp cho thấy, đây sẽ là khoảng thời gian ngập tràn cơ hội và nhiều tin vui đang chờ đón bản mệnh khi được cả Thái Tuế Nguyệt lệnh và nhiều cát tinh hậu thuẫn. Bước sang 2 tháng cuối năm tuổi Kỷ Hợi lâm tượng tam hội, lại được nguyệt lệnh đế vượng chống lưng, vận trình sự nghiệp có sự thăng cấp mạnh mẽ, công việc trôi chảy, tiến hành việc lớn nhỏ gì đều có thu hoạch, gần như có thể khẳng định rằng
chẳng điều gì có thể ngăn cản bạn tiến băng băng về phía trước và đạt được thứ mình muốn vào thời điểm này. Tinh thần làm việc trong 2 tháng tới lên khá cao, bản mệnh lăn xả vào mọi việc, chủ động xông xáo chứ không còn chờ người khác giao việc như trước. Con giáp này đang được thôi thúc tạo ra thật nhiều sự bứt phá vì bạn đang có trường năng lượng rất mạnh mẽ. Có lẽ vì nhìn thấy xung quanh mình mọi người đang làm việc hết sức chăm chỉ và cần mẫn, lại thêm tinh thần háo hức đón Tết đến xuân sang cũng ảnh hưởng phần nào, càng thôi thúc bạn hăng hái tạo ra nhiều thành tựu hơn nữa. Hơn thế, 2 tháng này tuổi Kỷ Hợi được Nguyệt Mã và Hữu Bật đưa đường dẫn lối, các mối quan hệ xã giao hài hòa. Đây là giai đoạn bạn có thể trổ tài đề xuất những ý tưởng sáng tạo của mình, chắc chắn rằng sẽ nhận được sự tán dương đồng tình từ sếp và đồng nghiệp. Mối quan hệ tốt đẹp với mọi người sẽ tạo nên những sự trợ giúp vô cùng đắc lực trong những dự án bạn đảm nhận, trong những dự định sắp tới. Hãy mạnh dạn theo đuổi vì có những quý nhân hỗ trợ, giúp bạn nâng tầm quan sát trước những quyết định đúng đắn. Nếu có thể duy trì đà tiến chắc chắn này, giai đoạn cuối năm sẽ trở thành dấu mốc ấn tượng cho những hoạt động năng nổ của bạn trong mỗi dự án. Bên cạnh đó, trong tháng có dịch mã động tinh xuất hiện, mang theo sự hăng hái, nhưng cũng là điềm báo sự bôn ba, tất bật. Tất nhiên thành công phải đổi bằng mồ hôi, công sức, chứ không có chuyện làm việc thảnh thơi, nhàn nhã hay há miệng chờ sung. Nhìn chung, trong 2 tháng 11 và 12 âm lịch tới, sẽ là thời điểm lý tưởng để tuổi Kỷ Hợi xông xáo và quyết liệt trong công việc. Bản mệnh dám nghĩ dám làm, đưa ra nhiều ý tưởng sáng tạo độc đáo và đang trên đường hiện thực hóa nó. Nếu may mắn, rất có thể ngay trong 2 tháng này bạn sẽ đón tin vui về thăng chức, tăng lương, đón một mùa xuân mới càng thêm ý nghĩa. Xét phương diện tài lộc. Theo tử vi tháng 11 và 12 của 12 con giáp âm lịch, trong 2 tháng này được cả nguyệt lệnh và các cát tinh nâng mệnh. Vận trình tài lộc của tuổi Kỷ Hợi khởi sắc trông thấy, cả nguồn thu chính và phụ đều có xu hướng tăng, dù theo đuổi lĩnh vực nào cũng đón tin vui. 2 tháng này có đế vượng xuất hiện, người làm công ăn lương phát mạnh mẽ trong công việc, tất nhiên sẽ kéo theo tài lộc cũng vượng vô cùng, hơn nữa đây còn là tháng giáp Tết. Cuối tháng các khoản quyết toán các hạng mục công việc, đầu tư cũng giúp con giáp này thu về khoản tiền lương và thưởng đáng khiến người khác phải ngưỡng mộ. Với một số bản mệnh, nguồn thu phụ trong tháng tăng đột biến, thậm chí còn nhiều gấp mấy lần khoản thu chính, cũng giúp bạn mừng ra mặt. Nỗ lực kiêm nhiệm việc, nghề tay trái của bạn cũng được đền đáp xứng đáng rồi, bỏ công bao ngày vắt óc suy tính, thức khuya dậy sớm. Người theo nghiệp kinh doanh, buôn bán, có khoảng thời gian cuối năm đầy tất bật với hàng Tết, thời gian này hàng hóa lưu thông tốt, nhưng đồng thời sức cạnh tranh trên thị trường cũng tăng cao. Cũng may, có thêm Nguyệt Mã và Hữu Bật tương trợ, khả năng tính toán của Kỷ Hợi được dịp thể hiện. Bạn có thể đánh bại được đối thủ nhờ tài năng và kinh nghiệm của mình, nhờ đó thu được lợi nhuận tương xứng. Các hạng mục đầu tư cũng thấy rõ dấu hiệu sinh lời, nhưng do đang là thời điểm cuối năm nên biến động thị trường lớn. Ra Tết cũng sẽ có sự khác biệt khá rõ, bạn nên biết điểm dừng đúng lúc, rút lãi khi có thể, đừng tham thì thâm. Tuy nhiên, thầy tử vi cũng cảnh báo có hung tinh chủ hao tài là kiếp tài vây hãm, nên bản mệnh có khả năng hao tiền tốn của rất lớn, có thể là cho những kế hoạch mua sắm, sửa nhà hay chi tiêu sinh hoạt. Lúc này rất cần có kế hoạch tài chính phù hợp để chi tiêu không ngặt nghèo mà vẫn còn tích lũy được khoản dư nhất định. Về phương diện sức khỏe, bước sang tháng 11 và 12 âm lịch, sức khỏe của tuổi Kỷ Hợi cũng được dự báo không gặp vấn đề nào đáng ngại. Thể trạng của con giáp này khá sung mãn khi vận khí đang đi lên. Nếu bản mệnh vẫn giữ được thói quen sinh hoạt khoa học, ăn uống đầy đủ dinh dưỡng thì có thể hoàn toàn yên tâm về sức khỏe của mình. Tuy nhiên, 2 tháng này sẽ có thêm nhiều buổi liên hoan, tiệc tùng, xã giao nên khó tránh tình trạng tiêu hóa kém, đầy bụng. Bạn nên chú ý cân bằng dinh dưỡng, có như vậy sức khỏe mới đảm bảo ổn định. Dịch mã động tinh cũng là điềm báo dịch chuyển khá nhiều, bạn cũng nên chú ý vấn đề an toàn khi đi lại. Về phương diện tình cảm, gia đạo. Tuổi Kỷ Hợi trong tháng 11 và 12 âm lịch thêm một phương diện bừng sáng trong 2 tháng cuối năm của Kỷ Hợi, đó chính là về tình cảm. Nguyệt lệnh lâm đế vượng như thổi nguồn sinh khí an lành, khơi dậy những cảm xúc ngọt ngào bên trong bản mệnh, gia đạo bình ổn, đời sống hôn nhân khá hài hòa. Có điều, vì mọi thứ quá êm đềm nên đôi khi khiến bản mệnh nảy sinh tâm lý chán chường, nhạt nhẽo, các cặp vợ chồng nên dành thời gian để trò chuyện, chia sẻ mọi việc với nhau để hâm nóng tình cảm. Dù công việc có bận rộn đến đâu, cũng đừng quên sau lưng còn có gia đình và những người thân thương nhất của mình. Bạn nên chia sẻ, tâm sự với đối phương nhiều hơn. Chỉ có sự thấu hiểu mới nuôi dưỡng hạnh phúc bền lâu. Làm được điều đó, gia đạo càng thêm an lành. Một số gia đình đón tin vui về chuyện con cháu, nhà thêm người thêm của. Với người độc thân, nếu biết mở rộng mối quan hệ xã giao,
bạn có thể dễ tìm được người phù hợp, đồng thời còn giúp ích cho cả phát triển sự nghiệp. Khi duyên tới, hãy cứ để mọi thứ diễn ra theo lẽ tự nhiên, đừng quá gượng ép kẻo mọi chuyện sẽ khó thành. Tiếp theo sau đây là vận trình tử vi chi tiết từng tháng và cẩm nang vượng vận của tuổi Kỷ Hợi, sinh năm 1959. 1. Tử vi tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959 trong tháng 11 âm lịch. Xem tử vi tháng 11 âm lịch, cô bác tuổi Kỷ Hợi đón nhiều may mắn và tin vui trong tháng mới này, nhờ có cả tam hội và đế vượng che chở, vận trình thăng hoa rực rỡ, làm việc gì cũng suôn sẻ thuận lợi, mưa thuận gió hòa, chẳng điều gì có thể ngăn cản bạn tiến về phía trước và đạt được điều mình mong muốn. Tam hợp phù trợ đem tới nhiều cơ may cho bản mệnh, rất có thể quý nhân xuất hiện trong thời điểm này, có thể chỉ cho bạn một định hướng phát triển phù hợp. Quan hệ xã giao hài hòa cũng giúp bạn nhận được sự ủng hộ, hỗ trợ của nhiều người, khiến nhiều nhiệm vụ tưởng chừng bất khả thi cũng được giải quyết thuận lợi hơn hẳn. Vận trình tài lộc của tuổi này cũng đi lên trong tháng này. Người tuổi Kỷ Hợi là những người nhanh nhẹn, hoạt bát, làm một ổn mười, nên dễ dàng để đạt được lợi ích mà mình mong muốn. Nhiều cơ hội phát tài phát lộc xuất hiện trước mặt bạn và điều mà bạn cần làm chính là nhanh tay nắm bắt thời cơ thuộc về mình. Tuy nhiên, tháng này còn có hung tinh chủ hao tài là kiếp tài vây hãm, nên bản mệnh có khả năng hao tiền tốn của rất lớn, có thể là cho những kế hoạch mua sắm, sửa soạn cho Tết sắp đến gần. Về phương diện tình cảm của cô bác tuổi Kỷ Hợi cũng sáng bừng trong những cảm xúc ngọt ngào, những người đã lập gia đình được tận hưởng bầu không khí vợ chồng hòa thuận, con cái quây quần, nếu biết mở rộng mối quan hệ xã giao, những người còn độc thân dễ tìm được người phù hợp, đồng thời còn giúp ích cho cả phát triển sự nghiệp. Sức khỏe không phải là vấn đề lo lắng trong thời gian tới, khi cô bác tuổi Kỷ Hợi cảm thấy khá sung sức, đủ tỉnh táo để giải quyết các vấn đề trong cuộc sống cũng như công việc, thế nhưng con giáp này chớ nên chủ quan mà lơ là việc chăm sóc cơ thể. Ngoài ra, bản mệnh cũng phải cẩn thận khi làm việc nặng hay khi tham gia giao thông, tránh bất cẩn xảy ra thương tật trước Tết nhé. Quý nhân, Dần, Mùi, Tiểu Nhân, Dậu, Ngọ, màu sắc cát tường, vàng, đỏ, con số may mắn 03, 85, 14. 2. Tử vi tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959 trong tháng 12 âm lịch. Tiếp bước tử vi tháng trước, người tuổi Kỷ Hợi sẽ có một tháng âm lịch cuối cùng của năm khá may mắn khi có tam hội phù trợ. Các phương diện cuộc sống của bạn đều có bước tiến nhất định, dù thành công không quá rực rỡ thì cũng đủ để khiến bạn hài lòng. Con đường công danh, sự nghiệp của bản mệnh phát triển hài hòa khi bạn xây dựng được quan hệ hòa hợp với mọi người xung quanh, đồng nghiệp, bạn bè cùng chung tay giải quyết công việc, lại thêm có quý nhân ở bên phù trợ, nên việc lớn nhỏ gì cũng giải quyết êm xuôi, bạn có thể yên tâm tận hưởng những ngày nghỉ Tết đầu năm. Phương diện tài lộc cũng có dấu hiệu đáng mừng khi bạn nhận được các khoản lương thưởng cho những cố gắng trong suốt cả một năm vừa qua. Người làm kinh tế có mối quan hệ rộng rãi nên khách hàng nườm nượp, dù bạn có thể phải vất vả, phải di chuyển nhiều để nhập hàng hóa, song khoản thu về sẽ nhiều hơn dự tính. Xem tử vi tháng 12 năm 2023, tuổi Kỷ Hợi âm lịch, phương diện tình cảm cũng hài hòa khi vợ chồng bạn đã dần thấu hiểu hơn cho những vất vả của nhau và biết đặt mình vào vị trí của nửa kia, dù đôi khi mâu thuẫn vẫn sẽ xảy ra, song không quá nghiêm trọng, hai người đều rút được kinh nghiệm từ những sai lầm của mình. Quý nhân, Dần, Mùi, Tiểu Nhân, Dậu, Ngọ, màu sắc cát tường, vàng, đỏ, con số may mắn 34, 89, 22. Tiếp theo là phong thủy may mắn cho người tuổi Kỷ Hợi, sinh năm 1959, trong 2 tháng cuối năm 2023. 1. Trồng cây phong thủy dịp cuối năm cho tài lộc dồi dào, tiền vào như nước. Những người tuổi Hợi thường có vận mệnh tốt bởi tính tình tốt bụng, phóng khoáng, nhưng họ lại chi tiêu phung phí và đây cũng là nhược điểm của người cầm tinh con giáp này. Vì thế, câu hỏi người tuổi Hợi trồng cây gì cho hợp mệnh là mối quan tâm lớn của họ, vì chỉ có thể dựa vào phong thủy họ mới khắc phục nhược điểm trên. Những người sinh năm Kỷ Hợi thuộc mệnh mộc, do đó rất nhiều loại cây để gia chủ có thể chọn mua trang trí nhà cửa. Ngoài ra, theo ngũ hành tương sinh, thủy sinh mộc nên màu sắc may mắn cho những người tuổi Kỷ Hợi là màu đen và xanh nước biển, hoặc cũng có thể trồng các loại cây thủy sinh trong nhà. Một số loại cây phù hợp với người tuổi Kỷ Hợi có thể kể tới như cây đế vương đỏ, cây cao tiểu châm, cây cung điện đỏ, cây bách thủy tiên, vạn niên thanh, kim ngân, trúc nhật, cây sen đá. 2. Phật bản mệnh tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959. Mỗi con giáp đều có một vị Phật bản mệnh riêng, luôn dõi theo và che chở, bảo hộ. Đây là thủ hộ thần mà không con giáp nào giống con giáp nào. Người tuổi Kỷ Hợi thờ Phật nào,
Phật A-di-đà chính là vị thần luôn ở bên phù hộ cho con giáp này. Phật A-di-đà là giáo chủ Tây Phương Tịnh Độ Thế Giới, cùng Quan Âm Bồ-Tát, Đại Thế Chí Bồ-Tát, hợp xưng Tây Phương Tam Thánh. Ngài nắm giữ linh lực rất mạnh, có thể trợ giúp bản mệnh nâng cao khả năng giao tiếp. Dù ở độ tuổi nào thì người tuổi Hợi cũng đều có lúc phải đối diện với khó khăn. Nếu đeo bản mệnh Phật A-di-đà, bạn sẽ cảm thấy giảm bớt được áp lực, vô hình chung tăng cường sức mạnh để vượt qua trở ngại, có thể đạt thành tâm nguyện. 3. Tượng heo phong thủy. Heo phong thủy mang lại sự sung túc, cuộc sống đầy đủ cho gia chủ tuổi Hợi. Người ta thường ví trong 12 con giáp thì lợn là con vật sướng nhất bởi nó chỉ ăn xong ngủ. Đến bữa có người cho ăn, ăn xong rồi lại đi ngủ mà không phải lo lắng bất cứ điều gì. Chính vì lẽ đó, người tuổi Hợi đặt tượng con heo trong nhà với mong muốn cuộc sống luôn luôn no đủ, sung túc, thoải mái cả về vật chất lẫn tinh thần, luôn nhận được niềm vui, không lo thiếu thốn. 4. Tượng tỳ hưu phong thủy. Tỳ hưu ngoài tác dụng thu hút tài lộc, tiền tài, còn có tác dụng chấn nhà để tránh tà khí. Tỳ hưu có thể làm cho vận mệnh các thành viên trong gia đình tuổi Hợi chuyển biến tốt, vận mệnh được nâng cao, đuổi tà khí đi và có tác dụng chấn giữ nhà cửa. Vì vậy, tỳ hưu đã trở thành thần hộ vệ cho gia đình, bảo vệ sự bình yên cho ngôi nhà của người tuổi Hợi. 5. Cây phát tài vật phẩm phong thủy tuổi Hợi. Khi lựa chọn đồ phong thủy để trưng trên bàn làm việc cho người tuổi Kỷ Hợi, bạn có thể chọn một chậu cây phát tài nho nhỏ để giúp cho vận trình tài lộc thêm tăng tiến. Nhiều người thích cây to, chậu to thì chỉ thích hợp để ở góc phòng mà thôi. Cây phong thủy này có thể đặt ở nhà hay ở công ty, nơi làm việc. Đều có thể tác dụng phong thủy của nó không hề thay đổi. Bản mệnh có thể tùy theo nhu cầu của bản thân mà tìm nơi đặt cây cho thích hợp, tài lộc sẽ ùn ùn kéo về nhiều vô kể đó. Quý vị thân mến, có bao giờ quý bạn tuổi Kỷ Hợi tự hỏi tại sao rất nhiều người giàu có, trong khi những người khác lại phải đấu tranh để tồn tại, hoặc sống cho qua ngày với một mức lương bèo bọt, trong khi họ có cùng một nền tảng tâm trí, cùng một gia đình, với sự giáo dục và cơ hội phát triển giống nhau? Chắc chắn họ sẽ nhận được các kết quả khác nhau, một người rất thành công và một người sẽ thất bại. Tại sao điều trái ngược đó lại xảy ra? Một chuyên gia tài chính chia sẻ rằng, việc xem xét các kết quả khác nhau mà những người trong gia đình tôi có được đã dạy cho tôi nhiều bài học cuộc sống quý giá về việc xây dựng sự giàu có. Ông bà tôi là những công nhân nhập cư, chăm chỉ, gương mẫu, họ luôn công khai và tất cả các vấn đề về tiền bạc với bốn người con của mình. Do đó, bốn người đều nhận được những nguồn thông tin giống nhau, ba trong số họ thậm chí còn có cùng nghề nghiệp. Tuy nhiên, những khoản tiền mà họ kiếm được lại rất khác nhau, do vậy tôi muốn chia sẻ trong bài viết dưới đây những quan sát và kinh nghiệm từng trải của mình với các bạn độc giả, để mọi người có thể tìm hiểu những hoạt động bổ ích khi muốn tạo ra tự do về mặt tài chính. Dưới đây là 5 bí quyết bạn cần phải nắm vững để trở nên giàu có. Bí mật thứ nhất, học cách biết ơn. Ông bà tôi luôn luôn trân trọng và đánh giá cao những cơ hội có sẵn trên quê hương mới của họ. Ngược lại, bố mẹ tôi thường hay phàn nàn về tiền, dù họ kiếm được rất nhiều. Sự thiếu hài lòng khiến bản thân họ cảm thấy không bao giờ là đủ và chi tiêu vượt mức cho phép, dẫn đến cảnh nợ nần. Suốt cuộc đời họ luôn chiến đấu vì tiền và đổ lỗi cho nhau về kết cục của mình. Những cuộc cãi vã liên tục xảy ra trong gia đình khiến tôi căng thẳng và không thể chịu đựng được. Khi bạn thể hiện sự biết ơn và hài lòng với những thứ mình có, bạn sẽ nhận được nhiều hơn những gì bản thân muốn. Vì vậy bạn cần phải rèn luyện lối sống biết ơn kể từ ngày hôm nay một cách dễ dàng. Để thể hiện lòng biết ơn, đó là liệt kê những thứ mà bạn đánh giá cao trong cuộc sống của mình. Nó có thể là sức khỏe, gia đình, bạn bè hoặc một doanh nghiệp mà bạn sở hữu đang trên đà phát triển mạnh. Đan Mây, người dẫn chương trình phát thanh, tác giả và cố vấn tài chính nổi tiếng từng nói, bạn phải giành quyền kiểm soát tiền của mình, nếu không nó sẽ quay lại điều khiển bạn. Bí mật thứ hai, tạo ra một kế hoạch hàng ngày và hành động nhằm hướng tới mục tiêu đã đề ra. Chỉ có một người con của ông bà tôi là làm việc có kế hoạch, chú tôi và vợ ông luôn sống một cuộc sống lành mạnh và hài lòng với những gì họ có. Do đó, ông ấy luôn kiếm được nhiều tiền hơn những người khác. Chú tôi thường đưa ra những kế hoạch dài hạn và làm việc dựa trên những mục tiêu đó, trong khi cô bác em của ông lại chi tiêu vượt quá khả năng của mình và không biết tận dụng thời gian mà họ có. Họ nghĩ rằng bản thân đang sống một cuộc sống tốt, nhưng sự căng thẳng trong tư duy và nợ nần đã ảnh hưởng đến tài chính và cảm xúc của họ rất nhiều. Bạn có đặt mục tiêu cho bản thân mình không? Đầu tiên bạn cần tạo ra một danh sách bằng văn bản về các mục tiêu và ưu tiên thực hiện chúng. Viết chúng lên trên các tờ giấy nhớ và đọc to hàng ngày. Điều này sẽ giúp kích thích bản thân bạn hành động khi bạn đã đạt được mục tiêu của mình. Hãy gạch chúng ra khỏi danh sách trước đó
bạn sẽ cảm thấy bản thân đang nhận được sự hài lòng và tạo động lực thúc đẩy để tiếp tục thực hiện những mục tiêu khác. Bí mật thứ ba, hãy hào phóng. Ông bà tôi thường xuyên quyên góp tiền cho các tổ chức từ thiện và giúp đỡ hàng xóm khi họ cần, có can đảm để hào phóng khi bản thân mình cũng đang phải vật lộn với cuộc sống. Cho thấy bạn luôn tự tin vào khả năng của mình, vậy làm thế nào để quyên góp một cách hợp lý và ý nghĩa nhất? Chia sẻ niềm đam mê tiền bạc hay thời gian theo một cách đặc biệt thường mang lại cảm giác mới mẻ trong cách nhìn nhận của bạn đối với thế giới bên ngoài. Bí mật thứ tư, trò chuyện một cách trung thực về tiền bạc. Bí mật chung giữa những người thành công là họ luôn thoải mái nói chuyện về tiền bạc và tiền không bao giờ có thể khiến họ khó chịu. Để có một cuộc trò chuyện về tiền thành công, bạn nên bắt đầu từ những bước nhỏ sau. Hãy nghĩ về một chủ đề liên quan đến tiền bạc một cách tự nhiên, chẳng hạn như lên kế hoạch cho một kỳ nghỉ, bắt đầu bởi những câu hỏi chung chung như đi đâu, khi nào và trong bao lâu, khi bạn đã thu hẹp tùy chọn của mình, hay bắt đầu quyết định ngân sách, và điều đó sẽ là tiền đề để các cuộc trò chuyện về tiền bạc trở nên dễ dàng hơn. Bí mật thứ 5, hãy bắt đầu tiết kiệm. Ông bà tôi sở hữu rất nhiều tiền vì họ biết cách quản lý tiết kiệm và là những người chi tiêu thông minh. Ngược lại, hai người con của họ đang phải sống cuộc đời không một xu dính túi. Một người mất tất cả và đang sống trong nhà ở của chính phủ dành cho người già. Một người đã phải thu hẹp các khoản chi tiêu và hầu như không có bất kỳ tài sản nào. Một người con khác đã học theo thói quen tiền bạc của ông bà tôi và bây giờ đang hưởng thụ quãng thời gian nghỉ hưu vô cùng thoải mái. Vậy, lựa chọn tiết kiệm như thế nào bạn nên thực hiện? Điều quan trọng nhất đó là bạn phải nắm rõ tài chính của mình. Sử dụng một ứng dụng trực tuyến hoặc bảng tính để tính các khoản như thu nhập mang về nhà và bất kỳ nguồn thu nhập nào khác, cổ tức, tiền lãi. Việc tiếp theo nên làm đó là hoạch định việc chi tiêu của bạn, tách chúng thành hai loại thiết yếu và tùy ý, đồng thời phải bao gồm cả tiền tiết kiệm trong ngân sách của bạn. Nếu bạn muốn tăng tiền tiết kiệm, hãy tìm cách giảm chi phí mua sắm những khoản không cần thiết. Như bạn có thể thấy, việc đạt được mức độ giàu có và tự do tài chính không khó như bạn nghĩ. Nếu bạn thực hiện tốt 5 bí mật đơn giản này, con đường trải đầy hoa hồng đang chờ đón bạn. Vâng, chương trình đến đây là hết. Một lần nữa kính chúc quý cô bác sức khỏe, giàu có và thành công thật nhiều trong cuộc sống của mình. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý cô bác trong chương trình lần sau.